Chào các bạn, nếu như mà bạn bị rớt visa du học Úc, bạn gặp khó khăn trong vấn đề chứng minh tài chính du học Úc hay là bạn muốn xin visa du học Úc với tỷ lệ rủi ro thấp nhất thì hãy tham dự ngay buổi hội thảo du học Singapore chuyển tiếp dễ dàng sang Úc của trường đại học Sam Cook Singapore. Tới đây thì các bạn sẽ được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học một cách tốt nhất. Thời gian là vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2015 vào lúc là 15 đến 17 giờ. Tại văn phòng công ty Tân Đại Dương, địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Tham dự buổi hội thảo du học Singapore chuyển tiếp sang Úc dễ dàng của trường Sam Cook thì các bạn sẽ được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện trường, được trao đổi với các chuyên viên tư vấn du học giàu kinh nghiệm của Tân Đại Dương để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ nhập học cũng như là những thông tin học bổng mới nhất về trường. Trường đại học Sam Cook là trường đại học hàng đầu của Úc, nằm trong top 3% các trường đại học hàng đầu thế giới. Sinh viên du học tại Singapore thì có thể chuyển tiếp một hoặc là hai học kỳ mà không phải tốn thêm chi phí. Bằng cấp và chương trình học tại Singapore thì giống hệt giống như là bạn đang học tại Úc. Và đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho các bạn sinh viên muốn lấy bằng cấp của Úc mà không muốn tốn thêm chi phí. Và một thông tin vui đó là vào tháng 4 năm 2015 thì trường đại học Sam Cook Singapore vinh dự đạt được chứng nhận EduTrust Star. Đây là chứng nhận cao nhất dành cho tổ chức ngoài công lập tại Singapore. Trường đào tạo đa dạng các chuyên ngành từ bậc dự bị cho đến chương trình thạc sĩ và có cả chương trình tiếng Anh dành cho những bạn chưa đáp ứng điều kiện đầu vào của trường. Đối với chương trình đại học thì các bạn có thể là chọn học các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, marketing, kế toán, tổ chức sự kiện hay là nhân sự, công nghệ thông tin, tâm lý học và có ngành giáo viên dạy từ 3 cho đến 10 tuổi. Về đại học bằng kép thì các bạn có thể là chọn học các chuyên ngành như là kinh doanh và khoa học môi trường. Về chương trình thạc sĩ thì trường đào tạo các chuyên ngành như là thạc sĩ MBA, MBA tài chính kế toán, MBA về marketing hoặc là MBA về quản trị nguồn nhân lực, giáo dục. Về thạc sĩ ngành kép thì có các lựa chọn dành cho bạn như là thạc sĩ quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, thạc sĩ kế toán và MBA, thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn hay là thạc sĩ chuyên ngành du lịch khách sạn và MBA. Vậy thì học phí của trường thì bao nhiêu? Các bạn hãy truy cập ngay tại website duhocsingapore.net hoặc là tdvn.com. Mọi thông tin về thủ tục hồ sơ nhập học cũng như là để được hướng dẫn tốt nhất về hồ sơ nhập học của bạn thì các bạn hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương chỉ có văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang và không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội.